Gumboro là bệnh truyền nhiễm cấp tính, nguy hiểm và gây hậu quả nghiêm trọng đối với gà. Bệnh diễn ra từ 1 đến 12 tuần tuổi, nhưng trong khoảng thời gian từ 3 đến 6 tuần tuổi là bệnh diễn ra mạnh mẽ nhất. Vì vậy, chúng ta cần phải có biện pháp để phòng và điều trị bệnh kịp thời. Vâng, xin chào tất cả các quý bà con. Hôm nay tôi và quý bà con sẽ cùng nhau tìm hiểu về ứng dụng của chế phẩm vi sinh và việc phòng và điều trị bệnh Gumboro cũng như các bệnh nhiễm khuẩn khác từ chế phẩm Intigum của công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Kim Sinh. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Chế phẩm Intigum là tập hợp của hàng trăm triệu bào tử vi sinh có lợi giúp đối kháng mầm bệnh, giúp phòng và điều trị các triệu chứng sốt cao, tụ đống, cục mỏ, tiêu chảy ở gà vịt ngang, bị bệnh Gumboro ghép do E. coli bại liệt, Salmonella, chống lại sự bội nhiễm của các nhiễm khuẩn khác. Sự tổng hợp của các vitamin, các chất điện giải giúp tăng cường sức đề kháng trong cơ thể vật nuôi và sự tổng hợp của tất cả các kháng sinh giúp tiêu diệt vi sinh vật, gây bệnh từ trứng, nước, thức ăn và những nơi có nhiễm khuẩn khác, tăng tỷ lệ sống, chống còi cọc và giảm stress cho vật nuôi. Đối với chế phẩm Intigum thì bà con có thể sử dụng liên tục cho da cầm non từ 1 đến 42 ngày tuổi, giúp tăng cường sức đề kháng và lướt khỏi bệnh Gumboro. Còn để phòng bệnh thì quý bà con có thể sử dụng 1ml trên 1 đến 2 lít nước cho uống hàng ngày, hoặc dùng 5ml trên 1 đến 2 kg thức ăn. Khi mà vật nuôi có dấu hiệu là kém nhanh nhẹn hoặc là tiêu chảy thì bà con có thể sử dụng lượng men đậm đặc là 1ml trên 1 đến 3 kg thể trọng, bà con có thể bơm trực tiếp vào họng. Bà con cần lưu ý như sau: bệnh Gumboro có biến chứng rất nhanh khi có biểu hiện bệnh, vì vậy tốt nhất nên phòng bệnh sớm. Bà con nên sử dụng chế phẩm Intigum liên tục trong suốt quá trình nuôi để phòng bệnh hiệu quả hơn. Sản phẩm không gây sự kháng thuốc khi cho vật nuôi uống quá nhiều lần hoặc thường xuyên. Vừa rồi, tôi và quý bà con đã cùng nhau tìm hiểu về chế phẩm Intigum của công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Kim Sinh. Để biết thêm thông tin, xin mời quý bà con liên hệ số điện thoại đang hiện trên màn hình hoặc truy cập website thuykimsinh.com để tìm hiểu thêm về các sản phẩm tương tự. Rất vui được đồng hành cùng quý bà con. Xin chào và hẹn gặp lại!